khổ luôn á. Long Byron, gà thế. Cái gì đó, ba cái pha mù mắt rồi. U con gấu lên hàng phép bảo sao nó trâu thế. Cứ thấy KD âm thì lại gà khá luôn. Đọc y toán nhở. Ngô Xuân Công, chị like từ mấy giờ á? Chị ơi chào Huy Toàn được không ạ? Dừng nó xuống. Thì đẹp mà nói tục quá. Ôi chết, đẹp thì không được nói tục rồi ông Cóc. Đồng Nguyễn Hoa nhá. Ai đưa ra quy định vậy? Con ta chi yếu thế? Tưởng nó mạnh cơ. You will never know what's on my mind. Chia tóc biến xích hôm này luôn nhé. Không có tóc à? Không có tóc. Phạm Trung Hoa, chị không muốn. Không muốn hay không có á? Không có. 2 giây nữa hồi. Ui. Ui. Ừ. Đây này. Con lùn này. Ui không chết kìa, trâu thế. Rồi, không bao giờ nên tên hùng. Tên hùng. À đây là mất liềm rồi. Chào học sĩ Ki. Ngô Xuân Công, con ông chỉ của mình chủ nhận đây rồi. Đồng Nguyễn Minh Bảo nhá, cái gì Ngọc Sĩ Ke cái ấy. Đã Phạm Trung Quân nhá. Ba à, hùng báo luôn. Báo. Ui, thằng AD 8-9 ca tiền. Báo hùng trời. Hai thằng AD 8 ca tiền. Đặng Trần Đông, SN xanh lắm rồi. Khổ nhục luôn á. Hùng, Hùng ơi, Hùng ơi, không thấy không gì Hùng. Gì em ơi. Chú báo Hùng. Hùng ơi, chơi này Hùng, Hùng ơi chơi này Hùng, Hùng ơi chơi. Cho Hùng để chơi cái con này. Còi em nói gì đấy? Đánh như lồn 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 của mẹ còi em biết chơi à? Thật không? À... Võ Văn Quốc, slot với. Mình nghĩ đi chỉ. Khổ nhục luôn. Nó ép tận nhà này. Tự nhiên AK đây, AK vào đấy là mình có thể lợi thế luôn mà. Ha, tự nhiên game nó khó lại mình ấy nhỉ. Con cây sơ à? No one can escape the web that I weave. Nguyễn Hân Nguyễn nhỉ? Chị ấy xích luôn đi chị. Mấy giây có xích chị? 6 giây. Tống Hạo Thiên, vừa bị bố đá cho cùng còn xem Ngọc Lai với Phi. Mặt cười nổi tiếng. Còn ai đây nữa này? Còn không làm được việc nữa. An enemy has been defeated. 8 mét rồi. Con này, cái con Eliku này. Không về đi. Nguyễn Huân, kèo kèo. Đâu kèo đâu. Đói. Quẹ. Ui, ui, ui. Còn kéo nó vào nữa, đừng. You will never know what's on my mind. Đuổi, cái đuổi thử sao nào. Còn đi tìm nữa. Hiếu là bồ của chị Ngọc à? Tại Hiếu là bồ chị. Nó không tìm được nói. Chuẩn ông nào đấy? Làm người à, đi. À, à mày. No one can escape the web that I weave. Ai cứu ơi? Chạy chạy vuông nào ơi, chạy 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 đi. Chạy sao được? Cay thế. Mình tiên chân. Ai sao lưng Ngọc Huyền? Đau quá. Thì nó bắn kìa. Ui. À. Khó rồi, game khó. Ui sổ bắn về rết hắt kìa. Trần Đại, Hiếu là chồng chị Ngọc. Thôi thua. Bắn đi Huyền ơi, bắn đi, bắn đi. Ui, số Huyền bắn yếu nhỉ. Vũ Bích Ngọc, Vũ Bích Ngọc.
thôi xong rồi. Chịu ơi, không làm được gì. Không làm được gì, bó tay. Tô lại mất một sao. Thích cho em con chưa ca. Khổ luôn á. Để chờ vào kế để chiến đấu hết cho anh Đạt nhá. Khổ luôn. Đấy, chơi game mà AFK cái mất hết lợi thế luôn, chả tiến mạnh nhá. Lại mất sao. Cay thật sự. Lương Đức Hảo, Minh Thiên chào em, ai sao Lương Ngọc Huyền. Lại chênh lệch mà. À. Nãy không chênh lệch, giờ lại chênh lệch. Khổ nhục luôn. Ra cho sim slot nhá. Bùi Mạnh Minh, vi trai solo vĩnh viên nhìn grab. Hello chị. Góc của cái cam hình như sai sai, sao lại sai? Mình luôn để cam góc này mà. Hello, tiến mạnh theo nông văn chung nhá. Ngọc và Win cho một cục điều vậy. Ốc phép hít thôi. Trung Thiệp Pro. Chào Nguyễn Văn Hạc nhá. Anh Hương kia mở góc xinh gai. Đâu có rủ đâu mọi người, người ta có rủ mình đâu mọi người, cứ phải ông bảo rủ thôi. À, mà ông Hà đây, tôi tên Ngọc chứ tôi không tên Bích nhỉ. Rủ. Rủ đi. Thích à, Hiếu thích à? Thích sang kia chơi kìa. Chơi với cái anh gì thế? Lương Đạt. Anh gì ấy, quên tên rồi. Mà không ai tặng sao à? Ơ chị, anh đấy tên gì nhỉ? Không, không không ai tặng sao hết á. Nguyễn Hoàng hay chị. Quá khổ nhục luôn anh Đạt ạ. Chị ơi, đọc tên S2 kìa. Tên S2, Long và... Ê lồn mà. Ôi má Long. Sao để tên vậy Long? Cùng văn thuật, chị Ngọc đấm nhau không chỉ... Để Long luôn á. Lè lưỡi liếm phèn. Rồi đấm nhau nữa. À, gặp thuật đấm cho thuật. Gãy răng nó thuật. Đừng cầm ma da. Đúng rồi. Long sao để tên thế, không cho chơi game đâu nha Long nha. Làm người đi. Hứa Kỳ, chào em yêu. Chào Hứa Kỳ nhá. Ở ngoài kênh chat, ông nào muốn được chơi vãi cả lìn nó cấm nắc ạ. À ôi. Thì đây là để nghe ôi, nhưng mà đánh nắc ngon hơn. Cái gì hỏi thật, có thấy khó chịu khi mang vai quả bóng không? Mà làm người đi. Của ai ra tôi đâu? Tôi vẫn độc thân. Đây. Hello chị. Chào, tôi vẫn độc thân nhá. Đạt, đi idol. Lên Tú ơi. Nguyễn Vân Hạ, ngày chào rồi, vẫn còn hello nữa, lại còn hello nhỉ? Bím nữa. Ha đi. Cứ gọi tên ở nhà của người ta. Chào Cường Lô Kích nhá. Cái gì chị ơi, em muốn lái chị, chim vọc lông chưa đòi lái. Ok baby. Hello Ngọc Anh nhá. Thì team em có hai người bận, ông này toàn nói gì chuyện gì ở đâu không à. Cái gì nhỉ? Nguyễn Xuân à, Nam. Mấy ông kinh chat, ông nào muốn chơi game vào game đổi tên thành Hiếu ấy là được chơi nhá. Thôi. À, Hiếu ngoan đi Hiếu. Tí không cho Hiếu chơi nữa bây giờ. Đấy. Trung Thi Pro, có hai ngoa mua lick. Cái gì? Tí không cho chơi nữa. Ờ. Sao? Ờ. Cho chân dương nhá. Không cho chơi thì thôi. Ờ, thôi. Tú tử tế cầm thần long tỉ tỉ kìa. Chào Bích. Thì sao? Thuật này cứ rủ đấm nhau thôi mà. Nguyễn Thanh Phương, em 19 tê đủ lông đủ cánh à, rồi không chị à. Không biết là chịu được mấy phát cái gì. 19 tuổi đủ lông đủ cánh. Nếu mà đủ lông đủ cánh thì phải có hình ảnh để chứng minh nhá. Không thì không tin đâu. To hơn Hiếu thì được yêu Vũ Bích Ngọc. Cái lồ má, cút đi. À nhầm. Bằng cái phích nước thì được Lâm yêu Ngọc Vũ Bích Ngọc. Chỉ không mấy vậy nhi. Cái gì đi làm giờ mới về xem Lai Ngọc có ý kiến thì không? Dạ Ngọc không ạ, Ngọc không dám có ý kiến gì cả. Thì 21 em ơi. Khổ nhục luôn á. Tại sao chị này lừa dối khán giả như thế? Tại sao lại lừa dối khán giả? 91 mà sao của 21 vã. Cay á. Đông cặc lò, chị em cách ăn cơm đi chị. Khổ nhục luôn á. Cái
cái gì ông cóc nó vẫn còn lép. Đào phát 2K1092. Cái gì mà nhìn như 92 cay ấy. Tối mấy ông không khen mình được câu nào thật sự luôn, nhất là thằng Hiếu. Thằng Hiếu này lớp ca lớp cấp. Thôi 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 thôi, không cần. Đây không cần Nguyễn thương. Vũ, hello chị. Hello Nguyễn Vũ nha. Đừng cặp lỏng, chơi phát bài đi chị. Với Hòa Bình em ơi. Rõ ràng, kẻ địch xuất trận sau 5 giây. Chào Văn Hoàng nhá. À, lại còn biết chào không nữa. Hoài đấy ông Cóc. Trên Việt Pro, sao chị em không biết phụ dùng rồi. Không rảnh đâu mà phụ. Lô Trần Dương. Nguyên Quang, Hòa Bình auto véo to nghe các tiếng. Nguyễn Duy Thành, ép quyền. Con khỉ này. Nó ăn bùa kia. Ăn thì sao? Mất rồi. Con suy nhược à? Cái con chó này. Phạm Hà Kiển, lô bà trẻ. Lụm nó ở đây luôn này. Phạm Hà Kiển nhá. Cái gì mà tét tướng? Cứ bắn đi Tú, cứ bắn đi Tú, cứ bắn đi. Mấy hôm nay không thấy Vũ Ngọc Lai rồi. Đánh con bài này ghê vậy kêu tét. Đông cặp lò, phun chí màn đê chỉ, châu hay bò mà không thấy lạnh vậy. Được không đấy, được không đấy. Không kịp cũng tắt rồi, hiểu rồi. Má, em định lướt qua người nó rồi, đợi nó lướt chiêu 2 mới nhảy mà thằng đấy chắc quá, nó đợi mình nhảy nó mới lướt chiêu 2 thôi. Nó phải như vậy chứ. Duy Anh Phạm, nhìn to thế cây cây cây. Cái gì mà trâu hay bò ở trong nhà người ta bật máy lạnh không cấp. Về nhà Vũ Ngọc ơi, về nhà Vũ Ngọc ơi. Lại về nhà. Nó mất hết rồi này. Ui không đủ đam. Ai à? Có chiêu luôn. À, mày đừng biến về đắp mộ trong này quân ạ. Nam, hello chị cho xin slot. Tất trận thì vô thôi em. An enemy has been defeated. Anh đi tôi qua này. Quần què gì vậy? Què gì vậy? Chơi game mà quần què gì vậy? Những mình Vũ Hải. Đi game mà khóc. Chào Vũ Hải. Các bạn chết. Xem livestream vui vẻ nhé. Bốn tiền. Hơn nào chả xem tối nào cũng bật like xem tầm đỏ tối ấy. Là ngủ quên luôn. Vãi là xem 10 phút đồng hồ. Má nó lụm luôn rồi. Ba bùa đỏ nó kìa, ba bùa đỏ nó không có. Kìa. À mày nó à. Nó hết chiêu. Ơ? Sao vậy? Làm con này đu tật. Bốn thuyền, công nhận xem like dễ nhỉ. Ôi yếu ơi. Ơ kìa. Ba. Cay á. Trụ vẫn bắn em mà cay thế. Không ai cứu được rồi. Thế mà Vũ Bích Ngọc không xuống tăng trụ. Vãi, lại còn bắt xuống tăng trụ nữa. Con đấy phải xuống tăng trụ, nếu mà có nội tại phải xuống tăng trụ chứ. Cô đi. Cái gì cô này bao nhiêu tuổi cái ấy? Nhìn như này kêu cô. Avenue Superstar is ready to start again. Anh Hiếu ơi, bé em. Bốn thường, thỉnh thoảng nghe tiếng nghe muốn đấm như phát thật. Khổ lắm đấy. Vãi nghe tiếng chửi to. Chửi bao giờ đâu. Người nói gì kỳ vậy. Tụi mày nào nào. À chúng mày. Nguyễn An, nhóc ơi. Ơ con bướm nó chạy nhanh ấy nhở. Cái gì 21 thì khỉ đấy, giờ chưa sờ gáy.
Ok. Chưa sờ gáy nó khỉ cái nào nó chưa.